Hôm nay tôi sẽ trước tôi định là sẽ trình bày hôm nay là cái phần tiếp theo của cái phần clone, nhưng mà tôi sẽ cái lùi lại cái clone sang cái buổi 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 sau, vì cái phần sau nó hơi khó. Hôm nay tôi sẽ muốn tổng kết lại một cái phần liên quan đến vẽ, nhưng mà nó rất là hay. Tôi muốn có một cái bài tổng kết lại cho các bạn xem, tức là cái hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta cùng xem lại cái ở trong Scratch cái cách chúng ta vẽ đường tròn ở trong Scratch như nào nhé. Hôm nay là có cái bài là liên quan đến là cách vẽ đường tròn, một chủ đề rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Thì chúng ta các bạn thấy rằng là một cái bài tập đơn giản như này thôi, vì ở trong Scratch nó không có hẳn cái lệnh vẽ đường tròn riêng, thì chúng ta sẽ phải vận dụng các cái lệnh liên quan đến vẽ đường thẳng, rồi là các lệnh xoay vân vân, các lệnh để chúng ta tạo ra cái đường tròn. Và với cái đường tròn này các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều cách vẽ và nó sử dụng rất nhiều kiến thức toán học khác nhau mà học sinh tiểu học thì không thể nào học hết được. Thì tôi nói như vậy nhé, thì học sinh tiểu học cũng có cách vẽ riêng cho tiểu học, nhưng mà cấp 2 chúng ta có thể học thêm những cách vẽ hay hơn, cấp 3 lại càng có cách vẽ hay hơn nữa. Tôi chỉ bày cho các bạn xem một lượt tất cả những cách vẽ như vậy để chúng ta có cái quan sát nhé. Rồi, thì cái vẽ hình tròn là cái gì? Thì bây giờ cái bài toán 1 này nó có rất nhiều bài toán khác nhau để mà vẽ hình tròn nhé. Cái bài toán này có rất nhiều bài toán tổng quát. Cái bài toán 1 là cái bài toán đơn giản nhất, là chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ một cái hình tròn biết tâm và bán kính. Biết tâm và bán kính thì đây là cái tức là cho trước cái tâm của vòng tròn, ví dụ điểm này nhé, ví dụ điểm này là điểm xy là tâm của vòng tròn, và cho trước cái bán kính là r. Đấy. Vì làm sao vẽ được hình tròn như vậy thì nó là cái bài toán tổng quát. Đó là bài thứ nhất. Nhưng cái bài thứ hai là cái dạng bài thứ hai là tổng quan hơn, một là không phải chỉ vẽ, không phải là vẽ toàn bộ hình tròn mà vẽ một cung tròn thôi nhé, vẽ cung tròn, vẽ cung tròn thì như này. Vẽ cung tròn thì ta sẽ có thêm hai cái điều kiện đây, tức là chúng ta vẫn đây cái vòng tròn của chúng ta là như này nhé. Này, chúng ta cũng phải vẽ, chúng ta phải biết cái vòng tròn tổng quát của nó vẫn là cái vòng tròn là từ điểm tâm là xy và bán kính của nó vẫn là r nhé. Nhưng mà chúng ta không vẽ toàn bộ mà chúng ta chỉ vẽ từ một cái điểm góc, một cái hướng alpha nào đó đây, một cái hướng nhé, một cái hướng, và vẽ tới đây thôi. Tôi lấy vẽ tới đây thôi. Đấy. Đây tôi gọi đây là hướng, tôi gọi đây là hướng là D1 nhé. Đây là hướng D2. Đấy. Hệ ứng đúng cái này là góc alpha 1. Đây là góc góc alpha 2. Đấy. Thì cái bài này là gì? Là vẽ từ một điểm A theo cái hướng là alpha 1, nên chúng ta vẽ một cung tròn như này đến vị trí là alpha 2. Đấy. Và cái bài này là cái bài là vẽ cung tròn mà biết như thế này, tổng quan hơn một chút nhé. Là vẽ cung tròn biết tâm xy bán kính r và hai cái vị trí cùng từ cái vị trí góc alpha 1 đến cái vị trí góc alpha 2. Một cái dạng thứ ba nữa là cái dạng như này. Cái dạng thứ ba nữa là cái dạng là vẫn là vẽ đường tròn thôi, nhưng mà hay là vẽ cung tròn, nhưng mà vẽ bắt đầu từ một điểm A nào đó cho trước, tức là vẽ đường tròn và cung tròn, nhưng mà bắt đầu
từ một điểm A cho trước. A cho trước. Thì với cái bài này thì chúng ta có thể không cần biết tâm nhưng mà chỉ biết bán kính thôi. Ví dụ nhân ta dựa là nhân đây là điểm A đây này, điểm A cho trước. Bài biết bán kính là R, chúng ta phải vẽ ra cái vòng tròn bắt đầu từ A và có cung tròn như này. Đây là bán kính nó là R đây. Đấy. Như vậy cái điểm mà O này tôi có thể tôi chưa biết nhưng mà cái điểm tâm này này là nó phải cách A một cái đoạn là R nhưng mà theo cái hướng mà chỗ A ta đang đang ở đây, thì cái hướng này là hướng hướng alpha chẳng hạn. Đây thì cái bài này là cái bài 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 số 3 này là như sau, là biết gì vẽ vẽ đường tròn cung tròn, biết như sau nhé, biết như này, biết một là bán kính R, ta biết trước bán kính R, biết một kia biết một cái điểm ban đầu điểm A cho trước điểm A và biết cái hướng cho trước hướng ban đầu hướng alpha đấy. Đây phải là hướng này này, hướng alpha cho cái hướng mà chúng ta đi lùi lại từ A cho hướng về đây nhé, chúng ta đi lùi lại một đoạn bằng R chính là tâm nó ở đây. Được chưa? Thì đó là những cái, đó là tất cả những cái như vậy là một cái bài toán vẽ đường tròn thôi, cung tròn nhưng có rất nhiều các cái cách tiếp cận khác nhau. Đó, có thể là tùy từng thực tế khi chúng ta cần phải vẽ hình gì đó thì có rất thì có tùy từng bài toán chúng ta sẽ sử dụng một trong những cách này để chúng ta vẽ. Đấy, thì đây là cái phần một kiến thức rất là hay của thì bây giờ chúng ta rất là hay của Scratch nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài toán đầu tiên trước nhé, là cho trước điểm tâm XY và bán kính R mà chúng ta sẽ vẽ, được chưa? Đấy. Thế tôi mô tả ở đây chúng ta có hình dung nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài toán số 1 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ giải cái bài 1. Giải cái bài toán số 1 nhé. Là vẽ hình tròn, vẽ đường tròn nhé. Biết biết tâm cho trước. Biết tâm ở một điểm XY mà chúng ta biết trước và bán kính R cũng là biết trước. Bán kính R. Đó. Cho trước XY đây. Và cho trước cái bán kính R đây. Đấy. Và chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Được chưa? Thì mình tôi mô tả thử bài một nhân từ cái cách một này, cách bài này có rất là nhiều cách, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ, chúng ta sẽ lập trình và chúng ta sẽ kiểm tra luôn nhé. Cách một là như sau, cách một là cách mà như hôm trước tôi trình bày ở trong cái bài tập vẽ mặt đồng hồ ấy. Thì cách một là cách mà chúng ta là cách một là cách mà sinh tiểu học cũng cũng có thể hiểu được, một tầm vừa với học sinh tiểu học là chúng ta làm như sau, xuất phát từ tâm nhá. Đây, chúng ta sẽ đi về phía hướng bất kỳ đi nhưng mà chúng ta không hạ bút đến cái vị trí là con đã thẳng là R trừ một thì chúng ta hạ bút và vẽ đoạn đoạn vòng một ở đây, chúng ta lùi lại và chúng ta lại đi tiếp ở chúng ta quay sang trái một góc là alpha và lại vẽ tiếp, cứ như vậy chúng ta vẽ một cái đường tròn như này. Đấy. Như vậy là cái này là chúng ta gì, chúng ta đi lên, chúng ta đi lùi và ta lại xoay, đi lùi xoay đó, được chưa? Và quay một góc mà muốn quay người ta quay một góc lại là alpha đấy, alpha đó. Thì bài này là cách làm là mô tả như sau, như cái gọi là cách vẽ là như sau, là chúng ta chỉ đi vào lùi thôi nhé. Thế làm là như sau nhé, chúng ta đầu tiên chúng ta phải là nhấc bút lên, chúng ta không chúng ta nhấc bút này, tôi mô tả cái thuật toán đấy, nhấc bút nhé. Sau đó chúng ta sẽ go to cái điểm XY. Đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lập tôi gọi alpha đây 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 nhé. Alpha là một góc bất kỳ, là một góc bất kỳ nhỏ nhỏ thôi. Chẳng như là một độ hay là một nửa độ cũng được. Cho trước nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lập như nào? Chúng ta lập lập này, lập là 360 chia cho alpha lần. Đấy. Alpha 1 thì nó lập 360 lần.
alpha bằng phần 2 thì anh thì lặp lại 720 lần. Thế ra là như sau, chúng ta sẽ đi về phía trước, chúng ta sẽ move về phía trước một cái đoạn là R trừ 1, chúng ta nhấp vẫn nhấc bút nhé. Sau đó chúng ta hạ bút. Hạ bút, xong chúng ta move về phía trước một đoạn bằng 1. Đấy, như chỗ này là chúng ta vẽ đây. Xong chúng ta sẽ nhấc bút. Nhấc bút. Nhấc bút. Xong chúng ta đi lùi. Đi lùi. Đi lùi một đoạn là bằng R. Sau chúng ta sẽ quay trái. Quay trái một góc là alpha. Đấy, thì đây chỉ là cái thuật toán hay là cái công thức để ta tính vẽ cái đường tròn. Bạn thấy không nào? Như vậy là gì? Chúng ta đầu tiên chúng ta đi đến điểm XY này. Chúng ta hướng bất kỳ này, chúng ta nhấc bút lên này, chúng ta đi về phía trước, lặp lặp 360 chia alpha lần, đi phía trước là R trừ 1, nhé, R trừ 1 đây. Sau hạ bút, đi thêm đoạn nữa bằng 1, xong lùi về là về về tâm là chỉ R, sau xoay bên trái là alpha, alpha đây, sau xoay phải cũng được, chỗ này là xoay phải, xoay trái cũng được, nhé. Đó, vì chúng ta cùng nhau làm cái bài đầu tiên nhé, đây. Thì tôi đưa vào đây cái có lệnh là bút nhá. Tôi lấy con mèo này làm luôn cái bút nhá. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta làm như sau này, bây giờ trước tiên tôi đặt chế độ ban đầu đã. Đây. Ban đầu khi chúng ta bắt đầu vẽ chúng ta làm như sau. Chúng ta mà xóa tất cả cái hình cũ đi cho đỡ ấy này. Đấy. Xong chúng ta là nhấc bút lên này. Nhấc bút này. Sau chúng ta đặt cái màu của cái đặt cái màu của cái hình vẽ của chúng ta. Đây, tôi đặt cái màu này một tí như này nhé. Và tôi muốn cái người này cái bút tôi ẩn đi cho đỡ phải nhìn thấy. Và cái lúc và ẩn đi nhé. Đây là cái lệnh ban đầu ẩn đi này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái lệnh chính của cái lệnh vẽ này nhé. Cách đây là cách một, cách một đây. Ta nhớ lại đây nhé. Cái alpha này chúng ta để một góc bất kỳ. Đấy. Tôi muốn làm tổng quát luôn, tôi chọn góc alpha vào luôn. Alpha có thể là một hoặc là 2 độ hoặc là nửa độ cũng được. Tổng quát là như thế này. Bây giờ tôi làm lại cho bạn xem nhé. Đây. Thì muốn như vậy thì tôi làm như sau, tôi sẽ tạo ra một cái thủ tục, một cái block nhé. Đây. Tạo một cái block có tên là hình tròn, vẽ hình tròn. Đây, cái bài này tôi đã mô tả trong cái hôm mà nói về đồng hồ rồi đấy. Hình tròn nhé, tâm là x thì cũng vào đây, tâm là y và thêm một chữ đây là bán kính là r. Đó. Đây là thủ tục vẽ hình tròn và tôi muốn vẽ nhanh, tôi bấm vào đây, kích vào đây để cho ta tạo ra cái hình là cái thủ tục là vẽ vẽ nhanh nhé. Còn bỏ ra vẫn được, bỏ ra nhưng vẽ chậm thôi, mà tôi muốn vẽ nhanh tôi bấm vào cho nó nhanh. Đó. Đây chỉ là cái lệnh là lệnh dùng để vẽ nhanh nhé. Bấm OK. Rồi, thì đây chính là cái chương trình lần đầu tiên tôi muốn tạo ra để vẽ nhé. Thì tôi sẽ mô tả theo đúng cái thuật toán này. Tôi tạo ra một góc alpha cho trước. Tôi tạo biến 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 alpha. Biến alpha này là biến gì? Là biến alpha là cái biến là biến riêng, là cái biến riêng của con bút này nhé. Không hỏi biến chung. Chúng ta dùng riêng thôi. Chúng ta bấm vào cái này và cái lệnh này variable mà chúng ta tạo một cái biến riêng. Bấm vào đây nhé. Bấm vào đây là tạo cái biến riêng cho nhân vật này thôi. Tôi gõ đây là alpha. Đấy, alpha nhé. Rồi. Và ở đây alpha tôi sẽ đặt như sau. Alpha tôi đặt ban đầu đặt một góc, ví dụ như 1/2 chẳng hạn. Thì tôi biết là 0.5. 0.5 cho tổng quát nhé. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu làm này. Tôi dựa vào đây này. Đó. Rồi ở đây nhé. Thì cái của chúng ta đây là cái bút là luôn nhân luôn nhắc rồi, cho nên tôi sẽ làm luôn. Tôi đầu tiên tôi go to đến vị trí là x và y là tâm đây, kéo cái này x này xuống nhé và y đây nhé. Rồi sau đó tôi sẽ mà bắt đầu vẽ thì tôi đây tôi gọi dựa vào đây nhé này, go to x y đi nhé, nhấc bút rồi này, alpha tôi gắn rồi này, xong tôi sẽ lập 360 chia cho alpha để cho đi đúng một vòng quanh cái đúng đúng một vòng luôn nhé. Đây tôi lặp đây
lập một cái giá số số vòng lập đó chính là gì? Chính là 360 chia cho alpha. Tổng quát luôn nhé. Này là 360 chia cho alpha. Tôi kéo cái alpha này sang nhé. Là tôi bắt đầu viết là vẽ này. Đầu tiên tôi đi về phía trước, hướng đi không quan trọng, tôi đi phía trước một góc, một cái đoạn thẳng là R trừ 1. Đấy, chú ý nhé. Đây, chúng ta kéo cái này ra này. Đây này. Tôi kéo cái R này xuống này, R trừ 1 này. Đấy. Sau đó tôi hạ bút. Pen down. Pen down rồi. Sau đó tôi vẽ một đoạn thẳng đi mút về phía trước là một độ là một. Như vậy là ở đây là R trừ 1 nhé. Ở đây là một vật đúng là R. Khi tôi đây là chỗ này là tôi vẽ đây. Hạ bút thì vẽ xong tôi lại nhấc bút lên. Và bây giờ tôi đi lùi. Tôi dùng cái lệnh là cũng lại move và đi lùi về vị trí tâm XY. Có thể là dùng lệnh go to cũng được. Đấy cũng được. Hoặc là đi lùi move trừ R cũng được. Đây tôi làm cái lệnh này. Nó sẽ là trừ R đây. Ở đây sẽ là trừ 1 nhân với R. Thế nên là move trừ R chính là đi lùi về. Đấy. Sau đó là xoay trái xoay phải không quan trọng, xoay trái hay xoay trái đi, một góc là alpha alpha nhé, alpha chúng ta có thể để bất kỳ alpha. Thì đây chính là đây đây chính là cái đoạn chương trình mà cái thủ tục để mà tôi vẽ cái hình tròn là tâm XY bằng kính R, và đây là cách làm mà rất đơn giản học sinh tiểu học cũng cũng hiểu được. Cho bạn xem luôn nhé. Đây tôi chạy này. Giả sử tôi vẽ cái hình tròn của chúng ta là tâm là 0, 0 và cái bậc ký là R120. Đấy. Ta bấm vào đây nhé. Đấy, vẽ luôn hình tròn thế không nào? Nó rất là chính xác luôn. Và tâm có thể di chuyển ở bất cứ đâu nhé. Được chưa? Rồi. Thế đây là cái bài, đây là cái bài đầu tiên. Thế bài này bây giờ tôi sẽ bây cái bài này tôi muốn mở rộng ra, tôi vẽ cung tròn thì làm như nào? Cung tròn thì vị trí D1 đi vị trí D2, góc D1 và D2 thì làm như nào? Hoàn toàn làm được. Cái này hoàn toàn làm được nhé, không 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 lo lắng cái gì cả. Đấy thì chúng ta chú ý một tí thôi. Từ D1 đến hướng D2 thì bắt đầu là phải đây nhé, bây giờ chúng ta vẫn bài này, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ là gì, vẽ cái đường tròn đó. Bắt đầu từ là cái hướng của chúng ta là hướng D1, hướng là D1 nhé, và chúng ta sẽ vẽ đến cái vị trí hướng D2 ở đây. Đấy, hướng D2 ở đây này, D2 ở đây nhé, D2. Đấy. Được chưa? Thì cái góc này chính là D1 trừ D2. D2 trừ D1 đúng không? D2 trừ D1 góc đây này. Đấy, và chúng ta sẽ biết được góc rồi thì chúng ta sẽ tính được đây thôi, chúng ta sẽ tính được cần phải đi như thế nào nhé. Thì bắt đầu là ở đây này, mà chúng ta sẽ bước một góc là alpha. Thì cái chỗ này này, góc này là góc D2, như vậy sẽ lập là gì? Lập vào cái địa chỉ là D2 trừ D1 và chia cho alpha. Đấy là đề số lần lập. Nếu mà D2 trừ D1 là 360 độ thì chính là vẽ cả vòng tròn. Nếu mà D2 trừ D1 bằng 360 thì chúng ta vẽ cả vòng tròn. Còn tổng quát vẽ một cung tròn là bắt đầu từ hướng D1 sang hướng D2 thì chúng ta vẽ cái cung này. Thì chúng ta chỉ việc cần viết là gì, là lập thay lập đây này, nên nó gọi lập ở đây nhé. Thế lập ở đây này, lập 360 chia alpha này, thì chúng ta chỉ lập gì, thay cái là lệnh lập là thay cái lập là gì, là D2 trừ D1 và chia cho alpha. Được chưa? Mà chúng ta có thể điều khiển bất kỳ nhé. Đây đây, bây giờ tôi làm cho bạn xem thử nhé. Bây giờ tôi làm một cái thủ tục thứ hai nhé, tạo một thủ tục thứ hai nhé. Đây, tạo một thủ tục thứ hai, mất cái block ở đây nhé.
cũng là vẽ cung tròn, cũng hệt như vậy, vẽ cung tròn cho phức tạp hơn. Là bắt đầu tâm là x hình này, y này, đúng không nào? Bán kính này, bán kính này, chúng ta đây là bán kính R. Nhưng bắt đầu từ vị trí cung cung là bắt đầu từ hướng D1 sang hướng D2, thì chúng ta đây là chúng ta để hướng nhé, hướng này, hướng nhé, hướng này, hướng từ D1, vị trí là D1 xong tiếp theo là D2. Đấy. Thì chúng ta sẽ lựa chọn được ở chỗ này, được không nào? Điều kiện là góc D2 phải lớn hơn góc đó góc D1 đi, chúng ta xoay như vậy. Điều kiện là D1, D2 phải lớn D1, còn D2 mà nhỏ D1 thì vẫn làm được, nhưng mà nó sẽ chúng ta sẽ phải làm sau. Thì chúng ta sẽ, nếu mà D2 từ D2 lớn lên D1 đi, còn nhỏ hơn thì là chúng ta sẽ vẫn làm được hết nhé, không có gì cả, được chưa? Đó. Đây chúng ta cái này chúng ta sẽ chính là chúng ta sẽ ở đây thôi, chúng ta làm giống ở đây thôi nhé. D2 lớn D1. Bây giờ tôi làm lại đây nhé, bây giờ để tôi copy cái này xuống, tôi làm lại đây, copy cái này xuống nhé. Rồi bây giờ tôi sửa như theo theo này. Ở đây tôi đặt alpha làm góc bất kỳ đấy nhé, thì ban đầu phải hướng hướng về D1 đã này, à, nhé, hướng D1 này, xong đến kết thúc là hướng D2. Thì bắt đầu tôi làm như sau, à, các bạn nhớ lại cái lệnh là chọn hướng của phần mềm nhé. Đây này, point indicator này, ban đầu chúng ta sẽ phải hướng về D1 trước để kéo D1 nó xuống này. Đó, D1 đây nhé. Chúng ta để vào đây này. Đấy. Và đây chúng ta lập vào đây không phải là cái này, mà lập ở chỗ này là D2 trừ D1 chia cho alpha. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh như sau đây. Chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta sửa cái lệnh này thành D2 trừ D1. Các bạn thấy bắt đầu khó đúng không? D2 này trừ D1 này. Đấy, chia cho alpha. Vẽ một cung tròn. Đó. Ở chỗ này lấy hệt như vậy. Chỉ khác ở đây thôi. Vì ta xoay theo hướng từ nhỏ đến dương, cho nên chỗ này không phải xoay trái mà phải là xoay phải. Chúng ta bỏ cái này ra, chúng ta dùng lệnh là xoay phải. Xoay phải bằng góc là alpha đây. Đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi đang chạy thử cho bạn xem nhé. Bây giờ cái bài này là cái nó là tổng quát hơn ở bài trên, các xưởng vài chỗ thôi. Nếu mà D2 chỉ D1 bằng 360 độ thì chính là vẽ vòng tròn. Bây giờ tôi bỏ ra, tôi chạy thử cái bài kia nhé. Đây, cái bài số 2 của chúng ta vẽ cung tròn. Đây nhé. Giả sử là chúng ta vẫn vẽ từ tọa độ là điểm tâm là 0,0 này. Bán kính của chúng ta vẫn là 120 rồi. Mà chúng ta muốn vẽ từ từ góc là 45 độ. Đúng không? Bán kính R. À nhầm, chỗ này bị nhầm nhé, chỗ này chỗ này hướng lại bị nhầm này. À tôi sửa qua sửa sửa tôi một tí nhá, để tôi edit lại cái này. Chỗ này cái hướng này là nhầm nhá. Cái chỗ này không phải là chỗ này là tách thôi, bán kính này. Bán kính R này. Để tôi một tí. Tôi làm lại chỗ này một tí. Chỗ này là phải là tách đấy, hướng chung hỏi đấy, hướng nhé, hướng vào đây là D1, D1 đây là D2 đấy, bây giờ mới đúng đấy, hướng D1 đấy, vấn đề là cái vấn đề như này đấy, đúng rồi đấy nhé, hướng D1 D2 vẫn là đây thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ở đây nhé, hướng này nhé. Là sự hướng của tôi bắt đầu từ từ 30 độ và là 90 độ. Đấy. 30 độ là ở chỗ này này, 30 độ là ở góc góc trên này này. Mình cho các bạn xem 30 độ là ở đâu nhé. Đây này cho các bạn xem cái hướng của nó tí. Từ 30 đến 60, 30 đến 90, 30 đến 90 là cái hướng nào cho các bạn xem nhé.
30 là hướng này này. Đấy, chạy từ đây đến đây này. Đấy, đây là 90, được chưa? Đấy, chị thử bạn xem nhé. Đấy, đấy. Ta vẽ một góc làm cái đây là cái cung cung tròn bắt đầu từ hướng 30 độ và kết thúc là 90 độ. Bán kính là 120 không không. Thật sự tôi muốn là từ 30 đến 180 thì nó sẽ khác. 180 thì nó ở đây này. Đấy. Đây là cái tôi đang mô tả cung là chạy theo hướng là theo chiều kim đồng hồ. Còn nếu các bạn có thể thích, các bạn có thể vẽ lại một chút thôi thì nó sẽ ngược kim đồng hồ thì vẫn được. Thì nếu mà D1 nhỏ hơn D2 thì nó sẽ là ngược kim đồng hồ. Thì chúng ta sẽ phải làm một chút sửa lại chỗ ở đây thôi. Sửa một chút là được nhé. Đấy. Anh vậy đây chúng ta làm xong, đây là cách 1 nhé, mình chúng ta ghi cái bài này lại. Đây là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Thấy thầy, thấy thầy, thấy Ơi thầy. Em chơi xong rồi. sao em cần muốn gì muốn xem à, Dạ. xem chỗ nào? Thầy cho em xem vẽ cung tròn nữa Đây đây, thầy. cung tròn đây, cung tròn đây nhé. Cung tròn đây chúng ta là trường hợp là ta vẽ là D1 nhỏ hơn D2 nhé. Đây là cái cung tròn là theo chiều kim đồng hồ. Còn các bạn muốn vẽ cái cung tròn mà ngược kim đồng hồ thì ta làm khác một chút. Thì các bạn về nhà làm nhé. Chiều kim đồng hồ thì D1 sẽ là phải nhỏ hơn D2. Nhỏ hơn D2 và đây nó quay ngược lại như này. Quay ngược lại từ dưới lên trên đấy thì là cái góc alpha là phải là alpha là đây rồi, nhưng mà cái chỗ này này, cái chỗ này của chúng ta là phải là quay sang trái chứ quay sang phải. Chỗ cuối này, chỗ thơ này này, chỗ của dạo lệnh này là quay sang trái nhé. Tương tự như vậy. Ở đây chúng ta luôn mặc định là vẽ cung tròn theo chiều kim đồng hồ từ hướng D1 sang hướng D2 và D2 lớn hơn D1. Đấy, tôi làm vẽ ở đây nhé. Đó. Còn chúng ta muốn vẽ ngược kim đồng hồ chúng ta làm tương tự thôi. Các bạn có thể làm lại luôn đấy cũng được. Thôi được. Vậy tôi vừa ghi vừa rồi là cách 1 nhé. Đây là cách 1. Rồi. Thế bây giờ tôi sửa ngay cái này thì tôi sẽ chuyển sang cách 2. Nhưng bây giờ muốn sang cách 2 chúng ta sẽ phải cùng nhau ta phân tích một chút nhé. Như vậy ở trên đây là cách 1. Cách 1. Bây giờ chúng ta sang cách 2. Cách 2 là khó hơn rồi đấy. Cách 2 là cách mà học sinh tiểu học sẽ rất khó hiểu. Cách 2 nhé. Rồi cách hai là gì? Cách hai là cách mà như sau. Cách hai là cách như sau, chúng ta dựa trên cái ý là gì, là vẽ cái hình tròn giống như là vẽ một cái đa giác đều n cạnh, n là một số rất rất là lớn đó, ta chú ý nhé. Như vậy là cái ý tưởng là như sau, ý tưởng là vẽ hình đa giác đều n cạnh với n là khá lớn, với n là khá lớn. Ví dụ n tôi đặt bằng lớn bằng 50 chẳng hạn, là đủ lớn rồi. Nên bằng 50 là tốt. Chúng ta có thể vẽ hình một đa giác đều mà số đỉnh nó là 50 trở lên đấy, thì nó trông như hình tròn luôn. Hình tròn luôn. Rồi thì chúng ta Thầy ơi, cùng nhau phân. thầy chặn tin nhắn của các bạn, nhưng các bạn nhắn chết mà thì nha. Là sao? Các bạn nhắn cứ nhắn tin chết màn hình của em ạ. Nhắn tin nha. Vâng. Sao nhắn tin lại ra màn hình rồi Nó thông báo. nhỉ? Yeah. Thì các bạn đừng nhắn tin cho nhau nhé. Đóng 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 cái màn hình lại, đóng cái màn hình tin nhắn lại. Rồi bây chúng ta mô tả cách 2 này. Cách 2 là cái ý tưởng là vẽ hình đa giác đều là n cạnh. Được chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ bắt đầu từ ví dụ chúng ta bắt đầu từ từ đây. Chúng ta bắt đầu từ cạnh từ cái điểm A phía dưới đây nhé. Tôi phân tích ra còn tổng quát chúng ta để bất kỳ. Đây là XY này. Đấy nhé. Thì đây nó là R này. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ chia cái này thành những cái đoạn bằng nhau như này, bằng nhau như này. Đấy, bằng nhau như này. Cái góc này là alpha này. Góc này là alpha này. Và đây là chỉ cạnh của tam giác đều đây. Thì ban đầu giả sử chúng ta hướng à, giả sử chúng ta đang hướng ở đây nhé, hướng đây này, đây là ban đầu này, được chưa? Đấy, thì làm như sau này, thì muốn vẽ cái đó thì chúng ta sẽ phải xoay một góc về hướng này đây này, về hướng này, góc này này, góc này là góc mà các bạn nếu mà chúng ta biết hình học của cấp 2 đấy, là chúng ta phân tích ra góc này, cái góc này này chính là góc tức là tên là beta, chúng ta có thể tính toán được đấy. Góc này là bao nhiêu? Góc này chính bằng là alpha chia 2 nhé. Đấy. Được chưa? Alpha chúng ta để là đủ nhỏ. Alpha là đây là cái xung quanh cả vòng tròn này lại là ta chia là n đỉnh lại là n cung, thì alpha chính là bằng 360 độ chia cho n. N chúng ta xác định trước, được chưa? Đó, nhưng mà alpha bằng 360 độ, beta thì bằng alpha chia 2. Cái là như sau thôi nhé. Cái góc này chúng ta tính được, góc này chính là alpha này. Đấy, thì như sau này, cách tính là như sau nhưng rất đơn giản như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta chú ý nhé. Thực hiệu này là B này, AB nhé. Thì như sau nhé, cách tính như sau này, đây là cách 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 vẽ này. À, như sau nhé. Chúng ta xuất phát từ 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 A, từ cái điểm A ở phía dưới. Khi về xuất phát từ vị trí A nhé. Từ vị trí A. A đây gì? A đây chính là cái vị trí này như sau. A cái vị trí là như này. Vị trí của A là với x thì là tọa độ x thì chính là x gì? Tọa độ y của nó của chúng ta chính là y trừ r. Chỉ y này xuất phát từ vị trí này này. Đó. Xong chúng ta xuất phát được chúng ta xuất phát là chúng ta có xoay xoay góc A sang xoay góc A là bằng xoay xoay góc của A là sang là 90 độ nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu vẽ này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xoay trái. Đây, chúng ta bắt đầu vẽ nhé. Chúng ta xoay trái này. Xoay trái một góc là beta. Đây, một góc beta là góc này này. Đấy, góc beta nhé. Beta mà alpha chia 2. Sau đó chúng ta sẽ lập. Lập n lần. Lập chúng ta vẽ hình như chúng ta vẽ cái ấy mà. Vẽ thì vẽ hình đa giác đều mà. Rồi chúng ta gặp như vậy, muốn lập chúng ta sẽ di chuyển một cái đoạn bằng bằng AB AB nhé, AB ta cho tính sau, và sau chúng ta sẽ xoay xoay trái một góc là alpha. Mà khi mà lập xong n xong rồi, ở bước này chúng ta trả lại, chúng ta dùng lệnh là xoay phải beta. Đây chính là cái thuật toán vẽ một đa giác đều với n cạnh, n là một số đủ lớn như là hình tròn, được chưa? Rồi thì vấn đề ở đây là chúng bài mà cái cách hai này là chúng ta khó là khó tính AB là bằng bằng bao nhiêu thôi, nhưng AB tính như thế nào, AB tính bằng cách nào. Thì này có rất nhiều cách để tính AB nhé. Cách hai chúng ta tính AB như sau này, rất đơn giản các bạn thấy nhé. Cái AB này sẽ xấp xỉ bằng bằng cái cung AB, bằng cái cung AB, cung AB. Mà cung AB này là gì? Chính là bằng chu vi đường tròn, bằng chu vi
chu vi vòng tròn chia cho n. Đấy. Biến là cái cung AB mà sắp xỉ bằng, mà cái này nó chính là bằng cái cung, cái chu vi hình tròn chính là 2 pi r, chúng ta cũng công thức rồi, và chia cho n. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ em là với cách hạn với cách này, cách hai này chúng ta sẽ thay thế cái AB này, chỗ này là bằng là bằng bằng là bằng gì? Bằng là 2 pi r chia cho n này. Hay không nào? Đó. Vậy là cái cách hai này cũng đơn giản, nhưng cho chú ý ban đầu là chúng ta bắt buộc phải xuất phát từ vị trí ở phía dưới, là xuất phát từ vị trí là gì, là góc A là phải xoay sang bên phải 90 độ nhé, và cái em vị trí của A là như này, tức là bởi này chúng ta chú ý cái vị trí A là quan trọng, chúng ta không xuất phát từ không mà chúng ta xuất phát từ vị trí A nhé. Đây. Chị A dưới này nhé, góc ban đầu của A đây là 90 độ đây. Đây là đây là tâm xy, đây tâm của vòng tròn, nó xuất phát từ đây mà chúng ta như ở đây nhé. Nhưng mà đây là cách hai, thầy sẽ tổng quát sau, mà chúng ta làm một cách hai ở mức đơn giản đã nhé. Mà chúng ta cách hai chúng ta vẽ một cái hình đa giác đều, với cái cần lệch cái với số lần lọc là n bất kỳ, thì bằng từ đây nhé, chúng ta xoay trái beta để chúng ta hướng hướng đúng hướng đúng đây, xong lọc n lần. Chúng ta di chuyển một đoạn là bằng AB bằng là 2 πr chia n, xong xoay trái alpha, xong kết thúc cái đoạn này chúng ta trả lại, chúng ta quay xoay phải beta để trả lại cái góc này, làm một đoạn là quay về vị trí cũ. Nhưng mà vì kết thúc cái này thì A nó sẽ quay về 90 độ. Được chưa? Rồi chúng ta làm thử cái bài này nhé. Đây là bài cách 2 này. Mình thầy new một cái bài mới và chúng ta sẽ làm cách 2, cái cách 2 nhé. Đấy, đây là cách 2. À, chúng ta làm cho thấy là nó như cái hai đây, bắt đầu nó cũng là như vậy. Chúng ta thiết lập mà cho cái cho như vậy, chúng ta là ẩn đi này, sau đó chúng ta sẽ mà xóa toàn bộ này, chúng ta pen up lên này, và chúng ta thiết lập cái màu của bút bất kỳ. Được chưa? Rồi. Và ở đây chúng ta sẽ như sau này nhé. Bây giờ để chúng ta vẽ được cái hình đó, chúng ta cần thì chúng ta cần cái biến gì? Chúng ta cần cái biến là n là một này, n là một này, biến alpha là hai này, beta beta chính là alpha chia hai rồi. Cần ba, cần cần alpha beta và n nhé. Đấy, chúng ta làm thử nhất đây này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra biến, tạo thành biến riêng hết nhé. Chúng ta nhớ là biến riêng hết. Biến riêng đầu tiên là n này, n nhé, n. Đấy. Biến riêng thứ hai là alpha này, alpha, và biến riêng thứ ba là chúng ta tên là beta. Beta, ba cái biến như vậy nhé. Đấy. Được chưa? Rồi tôi tạo ra một cái block này, tạo ra một cái hàm này là vẽ vòng tròn, vẽ vòng tròn tâm xy. X này, Y này, và bán kính R ở đây nhé, bán kính R. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm như sau này, bài này tôi đã đầu tiên tôi phải thiết lập ban đầu của chúng ta nhé, chúng ta nhớ lại chính này. Bây giờ đầu tiên tôi đặt N bằng N nhé, đây. N đặt bằng 50 chẳng hạn, cho nó chuẩn 50 nhé. Sau đó tôi đặt là alpha beta, đây alpha này,
Alpha đâu, chúng ta ăn alpha đâu ấy nhỉ? Alpha sẽ bằng là 360 chia cho n. Tôi ghi ở đâu chứ, là không nhớ ghi nào. Đây đây, alpha đây nhé. Đấy. Tính beta thì bằng alpha chia 2. Đây, beta chia 2 đây nhé. Đấy. Ghi tôi đặt đây. Đầu tiên là alpha. Alpha thì bằng là 360 chia cho n. Có thấy rất toán học không? Rất toán học luôn đấy. Trên này cái cần sự cần kiến thức của môn toán là thế nhé. 360 này chia cho n nhé. Chia cho n. Và tiếp theo là chúng ta cần cái beta. Beta là alpha chia 2. Alpha chia 2. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm vẽ này. Chúng ta cho cái chúng ta go to đến cái vị trí gì? Vị trí là đây, tôi làm luôn cho các bạn xem những tầng vị trí ở phía dưới nhá. Đây. Vị trí là x y chia r, thấy không nào? Đấy. Và xoay góc ở 90 độ, đây là góc ban đầu nhé. Đây, bài này tôi sẽ tổng quát xong. Chúng ta đợi học tập để như thế nhé. Ở đây là đây sẽ là x này. Đúng không? Y y sẽ là đây, y sẽ là y trừ đi r ở phía dưới, và chúng ta cho a nó xoay sang phải 90 độ, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lọc đây, bắt đầu nhá. Đầu tiên là xoay trái góc beta đã này, để cho nó vào đúng chỗ này này, để nó bắt đầu nó vẽ mà. Chúng ta xoay trái một góc là beta, beta cùng chúng ta sẽ phải trả lại là quay phải. Rồi tới đây chúng ta sẽ bắt đầu gì? Chúng ta sẽ bắt đầu hạ bút là bắt đầu vẽ. Nên chúng ta bend down ở đây này, và chúng ta sẽ lặp lặp bao nhiêu nào, đây lặp lại n lần. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta sẽ lặp lại n lần. Đây, chúng ta copy cái này sang cho tiện, lặp n lần này. Đấy. Thì một lần vậy chúng ta sẽ đi về phía trước là bao nhiêu, đi về phía trước một góc là đây này, đi trên một đoạn thẳng xấp xỉ như AB trên bằng 2 PR chia cho N nhé. Đấy. Chúng ta sẽ là cái này nó hơi hơi khó một tí này, là phép chia này, phép chia là phép chia cho N nhé, nhưng mà chỗ này sẽ là 2P nhân với R nhé, 2P nhân với R đây này, 2PR chia cho N thì tính luôn nhé. À, phép nhân 2π tôi tính luôn cho nhanh này. R đây này. 2π tính luôn là pi là 3.14, thì đây nó là 2π, nó sẽ là 6.2028 luôn nhé. Phải được tách ra cho nó càng hay chứ, chính xác nhé. Đây. Đấy. 2 nhân với pi, pi là 3.14, còn nhớ lại cái con số của nó chúng ta nhé. Đấy. Đây chính là cái chỗ là múc đoạn như này, hơi khó một tí đúng không? Nhưng mà cũng vì 2π là chu vi, chỗ này là chu vi hiệu tròn này, chia cho n. Chúng ta cho nó vẽ mà đi một cái đoạn xấp xỉ là cung AB, xấp xỉ là cung AB nhé. Đó. Và xong cái bước này chúng ta sẽ xoay trái, xoay phải cũng được không quan trọng, chỗ này có thể xoay trái, một góc là alpha, xoay trái đi, một góc là alpha. Và đi đây, và đi này. Đấy. Thì sau cái bước này này là sau cái bước này là xong, vẽ xong vòng tròn, sau chúng ta sẽ pen up lên. Pen up lên và chúng ta trả lại. Dùng lệnh đây trên này là xoay trái, bây giờ xoay phải thì trả lại. Trả lại góc là beta. Đấy. Chúng ta thử theo đúng nhé. Bây giờ chúng ta chạy thử này, chúng ta mà gọi thử cái hàm ra đúng chưa nhé.
tôi chạy từ 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 vị trí là không này, chỉ là không này, không nào, và đây là 120 chẳng hạn. Nó sẽ thử nhé, xong đúng không nhá. Ô cái chỗ này ta bị lỗi này, cái chỗ này là đi xuống là bị lỗi này. Đấy, chỗ này nhé là lại vẽ ra, chúng ta vẽ không biết vẽ chỗ nào sai chỗ nào. À chỗ này là pen down, nhầm chỗ này này, chỗ này phải là pen up nha, nhầm chỗ này này, xóa cái này đi rồi. Đấy, như vậy cái bài này là chính xác được chưa? Bài này cũng hay rồi, nhưng mà tôi muốn bia bài này thì không muốn là thôi được. Thì bia như này nhé, cái bài này là mình cố tình vẽ từ vị trí A là phía dưới này. Bài này tôi có thể tổng quát lên được không, là vẽ từ vị trí về cái hướng bất kỳ nhé, tổng quát lên là vẽ từ một hướng bất kỳ chứ không phải là vẽ từ cái hướng cái chỗ A này. Ở đây chẳng qua chúng ta vẽ A đây là cái hướng chạy xuống dưới thôi nhé. Thì bài này tôi tổng quát đây này là vẽ vòng tròn XY bằng kính R mà bắt đầu từ hướng bất kỳ thì là như thế này này. Đây nhé, đây này, bài này chúng ta làm lại, ta sửa lại như sau này. Chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn đó, nhưng bắt đầu từ hướng bất kỳ, cho trước hướng là hướng D. Đấy, được chưa? Thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ phải về không không, chúng ta đi về hướng đó. Đây tạo ra điểm A, bắt đầu vẽ từ đây. Đó. Và chúng ta bắt đầu vẽ. Đấy, nhưng mà này chúng ta sẽ có lên là vẽ cái tròn này nhưng bắt đầu từ hướng bất kỳ cho trước. Sau này rất có lợi khi chúng ta vẽ một cái cùng tròn xong nhé. Bây giờ tôi có lên như sau này. Tôi tổng quát lên là như thế này, là tôi vẽ hình tròn nhưng mà không phải là như này mà từ một hướng bất kỳ, xuất phát từ một hướng bất kỳ nhé. Rồi tôi làm lại như sau này, tôi sẽ tạo ra một block mới nhá, block mới này là đặt tên là vòng tròn này, tâm là x gì này, y này, bán kính R và bắt đầu từ hướng M bất kỳ. Đã, bắt đầu là hướng này, hướng bất kỳ. Đã. Hướng là tôi để là D. D cái tiếng Anh là direction đấy nhé. Đấy. Nhưng mà bài này tôi làm tổng quát hơn bài trên. Bài trên chính là A là phía dưới, chính là hướng của A là hướng xuống dưới, tức là A là 180 độ. Bài này tổng quát hơn là hướng bất kỳ. Thế thì làm như sau này. Làm như sau là chúng ta sẽ phải di chuyển về không, chúng ta hướng về D và chúng ta di chuyển một đoạn là bằng R và bắt đầu ở đó chúng ta bắt đầu vẽ, được chưa? Thì giống như trên đây, chúng ta sẽ phải xoay trái là 90 độ, sau chúng ta bắt đầu vẽ giống như lúc nãy. Rồi tôi làm như sau nhé, bây giờ tôi làm như sau, để tôi bắt đầu vẽ này. Bây giờ tôi sẽ copy lại toàn bộ chỗ này xuống dưới nhé, này copy xuống dưới này. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta sửa lại ở đây, chúng ta sửa lại ở đây, ở đây vẫn giống hệt như nhau nhé. Sửa lại chỗ này không phải là như này nữa, chúng ta sửa như sau này, ở đây này. Đấy. Sửa như sau nhé. Hướng ED này, đầu tiên chúng ta quay về hướng D trước này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ go to XY thôi. Đấy. Go to đến tâm này. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ múa một đoạn đúng bằng R nhé. Này chúng ta hướng R này, sau chúng ta sẽ phải xoay trái đấy, sau chúng ta trở lại sau, chúng ta sẽ phải xoay trái 90 độ để chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta sẽ xoay trái, được rồi, chúng ta sẽ xoay trái 90 độ và bắt đầu vẽ. Vẽ xong chúng ta sẽ phải trả lại xoay phải 90 độ ở giữa phía dưới này, 90 độ đúng không nào. Bài này bây giờ tôi sẽ vẽ chậm cho thấy là nó
Vậy thì tôi đi đi lại nha, tôi để cho chậm lại, bỏ cái này này. Để chậm lại nhé. Đấy, để cho các bạn xem nhé. Đây. Thì bài này ta bỏ cái này ra cho mẹ thử nhé. Nhưng mà cái bài hai cái tục này rất hay luôn đấy, tục này dùng dùng rất nhiều trên thực tế đấy nhé. Rất nhiều bài toán là dùng dụng này nhé. Đây này, chúng ta là tâm là không không này nhé, là 120 này, 120, và tôi bắt đầu vẽ từ hướng là 45 độ đấy. Chúng ta quan sát nhé, đây này 45 độ nhé, này vẽ này đấy, bắt đầu từ đây này đấy, vẫn là như vậy thôi. Nhưng cái hướng này quan trọng vì chúng ta sẽ làm rất nhiều việc nữa ở cái hướng này là cái hướng rất quan trọng. Vì bài này mà hướng chúng ta là 180 độ thì nó giống lúc nãy, 180 độ thì nó giống với bài lúc nãy. Đấy. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái thủ tục sau này là tổng quát hơn cái thủ tục này là thủ tục mà không có hướng, thủ tục này là có hướng. Đấy. Trao rồi vừa là 9 giờ. Đấy. Bạn xem cái bài này là hơi khó đấy đối với chúng ta nhé. Mình tôi muốn cho các giáo viên biết rõ hơn là như thế nào. Như vậy là những cái bài tập vẽ đơn giản như này thôi nhưng mà thực ra nó lại khó đấy, đòi hỏi kiến thức rất là cao đấy. Bài này tôi chia, tôi save, tôi đặt tên cách hai nhé, vẽ hình tròn, vẽ hình tròn cách hai, được chưa, cách hai nhé. Bây giờ chúng ta sửa một chút sang cách ba ngay nhé. Đây này, đây là cách hai, cách ba là như sau này. Bây giờ là cách hai nhé. Cách hai là chúng ta vẽ cái đoạn AB này này, chúng ta mô phỏng nó bằng cung AB, vậy nên nó ra con số này. Bây giờ cách cách hai là ta tính chính xác cái AB này luôn này nhé. Cách hai là như sau nhé, cách cách ba nhé. Cách ba này. Đấy. Cách ba là như sau. Cách ba là chúng ta nhớ lại một chút, chúng ta sửa một chút thôi. Không có gì phức tạp cả. Đây nhé, đây là O này, đây là AB này. Đấy. AB này. Đây là alpha này. À, lúc nãy chúng ta gốc chúng ta phải đi chúng ta vẽ đoạn AB đây này. Chúng ta phải vẽ truy chỉnh đoạn AB này. À, thì cách ba chúng ta tính chính xác AB. Cách ba là chúng ta tính chính xác. Hơi khó một tí nhé, bài ba bài này là cực khó. Nhưng mà nó là cái một toán học nó chính xác hơn, tính chính xác AB, tính chính xác đoạn AB nhé, đoạn AB tính được không, hoàn toàn tính được đấy, các bạn chú ý nhé. À, tôi gọi M là điểm giữa của AB, tôi hạ cái này xuống này đấy, thì góc này góc vuông này, góc này là góc là alpha chia 2 này. Các bạn thấy không, là về toán học nhé, học sinh cấp 3 là hoàn toàn tính được này. AM này, cái AM là một nửa của AB. AM là chính là cái gì, AM này chính là gì, đây đây là R nhé, OR. AM này chính là gì, chính là AM này là chính là cái gì, AM này là chính là AM chính là R nhân với sin, hơi hơi khó nhé. Sin alpha chia 2. Cái góc góc này là góc alpha chia 2. Cái đoạn AM này chính là sin của alpha chia 2. Vậy thì đây suy ra là AB sẽ bằng là 2R nhân với sin của alpha chia 2. Đấy. Vậy có thể thấy cũng tức là hoàn toàn là con học học sinh cấp 3 mới hiểu được cái này. Nhưng mà các bạn thấy là mẹ chính xác không? Như vậy là cái cách 3 này là như vậy. Cách 3 nhé. Bây giờ chúng ta sửa lại bài này. Sửa một tí thôi là cái này thôi, tính âm về chính xác nhé, là như sau này. Bây giờ chúng ta vào đây chúng ta sửa cái bài này là cách ba, cái bài hiện như vậy, chỉ thay chỗ này thế này, thay mỗi chỗ này thế nhá, thay mỗi chỗ này thế này, thay mỗi chỗ này thế này đấy. Chỗ này của chúng ta cũ nó là 2πr chia cho n, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại chính xác cái chỗ này là gì, chỗ này chính là 2r nhân với sin alpha chia 2, chúng ta bỏ hẳn cái này ra đó. Chúng ta tính lại chỗ này nhé, nó bằng như sau này. Cái chỗ này là chính bằng là công thức này đây đây
Đây này, ba cái phép nhân nhé. Phép nhân chính là 2R nhân với sin alpha chia 2. Đấy. Đây nó là 2 này. 2 này. Đây là R này. Kéo cái này xuống nhé. Bỏ cái này đi này. Bỏ cái này đi. Đây là 2R nhân với sin alpha chia 2. Chúng ta nhớ chỗ này cũng nó có công thức về tính tính góc góc ấy này. Ở trong cái hàm toán học trong của Scratch nó có cái hàm tính sin đấy. Đây là những cái hàm khó hơn này. Hàm floor làm tròn xuống này. ABC là tính trị tuyệt đối này. Hàm scaling là làm tròn lên này. SQRT là căn bậc 2 này. Tính hàm sin cos và tan này. Và đây là hàm sin ngược. Arc sin, arc cos và arc tan này. Thấy không nào? Đó, đây là sin chúng ta bấm vào thành sin nhé. Đấy, chúng ta đưa cái này vào. Sin của alpha chia 2. Chúng ta sẽ phải làm thêm một phép chia nữa ở đây. Hơi khó một tí. Đây nhé. Đó. Chúng ta kéo cái này vào. Chúng ta kéo cái alpha này vào. Alpha chia 2. Đấy. Chúng ta đưa nó vào đây. Đấy. Thì đây nó chính là. Đây nó chính là cái chỗ mà đây. Duplicate vào đây này. Đấy. Còn đây chúng ta kéo xuống ở đây nhé. Đấy. Thay một chỗ thôi, cũng không thay nhiều chỗ, thay đúng một chỗ. Bỏ cái này ra này. Và thay cái này vào. Bỏ cái này ra ngoài. Thay cái này vào. Thay đúng một chỗ thôi. Về cách 3 là gì? Cách 3 là làm mà suy từ kia vẫn là suy chúng ta vẽ cái hình tròn bằng cách là vẽ cái hình hình tam giác đều mà chúng ta tính chính xác cạnh của nó. Cạnh của cái đa giác đều này chính là 2R nhân sin alpha chia 2. Mình chúng ta xem thử chạy thử nhé. Đây. Chạy cách 1 này. Đấy, chính xác hoàn toàn nhưng vẫn là hình tròn nhé. Cách 2 này. Chính xác. Và đây chính là cách 3 nhé. Toàn thấy rất là hay không nào? Tức là như vậy cái bài này là dành cho cái cách này dành cho học sinh cấp 3, chứ cấp 2 cũng không thể hiểu nổi nhé. Đây là vẽ hình tròn cách 3 hay không nhé. Cách 4 hãy mình ra là cách 4. Cách 4 là một cải tiến nữa của cách cách 3 thôi. Ta làm như sau nhé, để tôi mô tả tiếp theo là cách 4 cũng làm tương tự như vậy. Cách 4 là như này nhé, đây. Như vậy cho nên là cách 3 miền tôi mô tả cách 4 quả thích như vậy. Cùng cái bài vẽ anh tròn này có rất nhiều. Cách 4 là cái một cái cải tiến, một cái cải tiến khác của cách 2 và cách 3. Bản chất vẫn là thế. Nhé. Cách 4 là như làm như sau này. Bây giờ tôi vẫn như vậy thôi, tôi phải vẽ mà đây đúng nào, tôi phải đi từ A đến B, A đến B đây này. A đến B nhé, đây là alpha này, A đến B. Cách 1 là chúng ta tính xấp xỉ tính cái cung cung tròn này. Cách 2 là tính đường thẳng trực tiếp. Cách thứ ba cũng làm nhanh hơn nữa là chúng ta như sau, chúng ta kẻ lưu góc ở đây. Đấy, chúng ta nối ra đây. Đấy, thì đây chính là C. Cách 3 là chúng ta tính AB là xấp xỉ là AC. Đấy. À không phải thế. Cách 3 chúng ta cách 3 là chúng ta không cần phải thế đâu. Cách 3 là gần như này, cách 3 là như này. Cách 4 nhé. Là tôi không có côn ra ngoài, tôi hạ đường cao xuống đây chứ, hạ đường cao xuống đây. Đấy, đây chính là C. Tôi vẽ lại cho các bạn xem nhé. Cách 3 còn chỗ này vẽ lại này. Đây là B nhé. B. Cách thứ ba là tôi hạ đường cao xuống. Đấy, hạ đường cao. Đấy, thì đây mình đến điểm C. Cách 3 là tính AB xấp xỉ theo AC. Đấy. Mà quả thế đây nhé, AC đây chính là này, ACD chính là bằng là R, chính là bằng R nhưng mà sin alpha thôi.
AC này chính là R là nhân sin alpha rất nhanh, nhưng mà cái AC cách hai còn nhanh nhanh nữa là cách bốn còn nhanh nữa. Chúng ta sửa cái cách bốn là chúng ta sửa cái lúc nãy chúng ta sửa cái 2R sin alpha chia 2 bằng đơn giản là bằng R sin alpha. Thấy không nào? Rất là nhanh. Bây giờ sửa lại nhá, bây giờ sửa lại cách bốn này. Đây. Ở chỗ này này, tôi chỉ viết là đây là tôi chỉ viết đơn giản chỗ này là R sin alpha, cực kỳ nhanh. Nên cách cách bốn là cách rất đơn giản. Bây giờ tôi sửa lại hết cái này ra ngoài đó. Và chỗ này tôi chỉ thay là gì? Tôi chỉ thay là như sau. Tôi chỉ thay là R nhân với sin alpha. Đấy. Cái này thôi. Đấy. Còn chỗ khác là hoàn toàn tương tự. Đấy, chỗ này thấy không? Để tôi duplicate đưa lên này. Một cái này. Nhé. Và cách này cái đường này. Cái bốn còn nhanh nhanh nữa nhé. Tôi là hấp xỉm lần nữa lại rất nhanh luôn. Tôi bỏ hẳn cả cái này ra, tôi kéo cả cái này vào. Hoàn toàn tương tự. Đấy. Cách 4. Chạy thử nào. Đây này, chạy thử này. Vẫn chính xác hoàn toàn luôn. Tính sắp xỉ mà. N đây, cách này. Được chưa? Đây, cách 4 là như vậy. Cách 4 là chúng ta sẽ dùng vào công thức sắp xỉ còn còn nhanh nữa, còn đơn giản hơn nữa là chúng ta tính sắp xỉ AB là chính cái đoạn là chính là AC đây. Vì là khi alpha nó khá nhỏ thì nó giống nhau. Chính là bằng AC chính bằng R sin alpha. Đó là cách 4 nhé. Đó. Bây giờ tôi lưu lại. Bên này là cách 4. Vẽ hình tròn. Cách 4. Thấy không nào? Là cách 2, 3, 4 là đều là cách là chúng ta vẽ cái hình tròn xuất phát từ cái tư duy là vẽ một cái đa giác đều. Giác đều. Nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả sang cách thứ năm là cách cuối cùng nhé. Cách năm thì hoạt thì hoàn toàn khác. Cách năm là cách mà chúng ta là hoàn toàn dùng cái tư duy dùng cái kiến thức của cấp 3. Cái một cách cách năm là cách cũng rất là hay luôn. Cách năm là cách mà sau này các bạn sẽ biết đấy. Có đây sang cái bài khác tôi nói cách ba cách năm là cách chúng ta mô phỏng tổng quát luôn. Mô phỏng tổng quát là không những là đúng với vòng tròn mà có thể vẽ hình elip được, vẽ một cung tròn elip thoải mái. Cách năm là cách rất tổng quát nhé. Cách năm là như sau này, bây giờ tôi mô tả cách số 5 nhé. Đây, cách thứ năm là mô tả cái em là mô tả cách vẽ là mô tả sử dụng cái công thức gọi là công thức lượng giác của vòng tròn. Này học sinh các bạn trẻ con là sẽ không không hiểu đâu nhé, của vòng tròn. Và cách này là cách mà chúng ta sẽ dễ dàng tổng quát lên và chúng ta sẽ vẽ được hình elip bất kỳ là như sau nhé. Để chúng ta mô tả cách này là như sau. Đây. Giả sử chúng ta bắt đầu từ vị trí A ở đây nhé. A là chúng ta cho hướng về góc alpha ở đây là 90 độ này. Tức là D bằng 90 độ nhé. D bằng 90 độ ban đầu này. Giả sử đấy nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ mỗi lần chúng ta sẽ cho một góc alpha khá bé nhé. Và chúng ta chỉ việc di chuyển từ đây tới điểm B thôi nhé. Điểm B tính như nào? Đây, chúng ta hạ 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 hai đường cao xuống ở đây nhé. Thì do vậy là điểm B này thì dễ dàng tính được là tọa độ của B như sau này, tọa độ B như sau nhé. Tọa độ của B là x gì đây? X gì nó là cái này này. X là cái này nhé. Còn y là cái này. Thế thì là BX gì là tọa độ x của b sẽ bằng dễ dàng tính được là gì, bằng là r nhân với cos alpha. Thấy không nào? Còn tọa độ y của b là y sẽ bằng là r sin alpha. Và như vậy chúng ta cho cái alpha bắt đầu cho ăn alpha là một góc alpha mà cho là một góc góc khá bé nhé, góc khá bé. Rồi thì chúng ta làm như sau này. Đây nhé, thì chúng ta làm như sau này, cái mà cách làm đây alpha là góc mà
khá nhỏ nhá. Thì ban đầu cho sau đây tôi mô tả cái ban đầu chúng ta go to điểm A cái vị trí gì? Cái vị trí là x gì đây? Vị trí này này. Vị trí này là x gì cộng R. Chúng ta sẽ tổng quát sau nhé. X gì cộng R. Đấy. X cộng R và Y. Y. Góc góc 90 độ này là không cần. Được chưa? Đấy. Alpha sẽ là góc ban đầu. Alpha sẽ là alpha sẽ góc ban đầu mà là sẽ là cái góc là cái bến chạy nhé. Vị trí góc từ để tôi tính xem như nào cho hợp lý nhé. Đây. Từ ký hiệu nó là gì nhỉ? Alpha là góc là góc này alpha là góc chạy là góc chạy cũng là nó chạy tôi chạy ra một cái giá trị nào đó nhé để tôi ký hiệu như nào cho thuận tiện nhé. Alpha đây không tôi lấy b đi beta beta là một góc cố định bé góc cố định khá bé nhé. Còn alpha là không alpha là cái bến chạy ví dụ b nhé ví dụ b tức là góc khá bé ví dụ như góc là một chẳng hạn là 1 độ hoặc là nhỏ hơn nhé. Rồi do là như sau này chúng ta sẽ lập 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 một cái số lần lập là 360 độ chia cho beta đấy, gặp nhé và cũng là như vậy chúng ta làm như sau chúng ta đây b là b chính là góc này chúng ta sẽ chuyển là go to cái vị trí là r cos alpha và r sin alpha đấy. Chưa không phải sự ơi. Mà phải là không phải go to cái vị trí này là phải nhân và là phải cộng thêm cái xi nữa nhé. Sao em bắt đi nha, bắt đi tôi làm lại. Rồi, câu tu là x gì chứ? X gì cộng với R cos alpha và Y cộng với R sin ở đây tôi đặt là alpha bằng 0, là cái bến chạy. Sau đó tôi sẽ đặt là alpha bằng alpha cộng beta. Đấy. Làm như này. Đây chính là thuật toán đây. Đấy. Đầu tiên là go to x cộng ri này. Beta bằng 1 hay alpha và là bên chạy là 0 này. Và lập 360 độ chia b. Nếu beta 1 thì đây là 360 lần luôn. Go to x cộng r cos alpha y cộng r sin alpha và alpha tăng alpha lên là b đơn vị. Được chưa? Đấy. Thế đây là một cái lời giải cuối cùng, lời giải số 5 là hoàn toàn dùng công thức lượng giác của vòng tròn. Cái thứ này là cấp 3 thì các bạn học đến nhé. Một giáo viên là chúng ta nên biết. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả cách số 5 nhé. Bây giờ vào đây, tôi phải niêm cái mới vào đây là mới tinh. Niêm cái mới nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu làm này. Đầu tiên là cũng là cái này này. Chúng ta sẽ erase xóa toàn bộ đi này. Sau chúng ta pen up này. Sau chúng ta ẩn đi này. Nhưng mà chúng ta ẩn đi này. Đấy. Và chúng ta thiết lập màu sắc cho bút này. Đấy, được chưa? Rồi. Thế bây giờ tôi thiết lập một cái hàm như sau này. Hàm là vẽ hình tròn nha.
Hình tròn tâm x, y này, y này, bán kính này, bán kính R này. Được chưa? Vẽ nhanh này. Đó. Rồi tôi làm như sau này, bây giờ giống lúc nãy nhé, tôi làm như sau, tôi tạo ra hai cái biến, biến beta là cái biến cứng, là góc này chúng ta là chúng ta vẽ, chúng ta xoay cái góc beta. Alpha là biến chạy. Chúng ta cần hai biến nhé. Bây giờ tôi tạo ra hai biến, biến biến riêng hết nhé. Phải biến riêng này. Này, biến riêng nhé. Kiểu này là alpha. Alpha. Và biến thứ hai tên là beta nhé. Beta. Được rồi nè. Bây giờ ban đầu chúng ta thiết lập alpha là biến chạy, biến không này, beta này. Beta là đẳng 1 hoặc là 1, không quan trọng, được. 1 nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ go to đến vị trí bất kỳ ở trên đường tròn nhé. Ví dụ chúng ta go to đến vị trí là gì? Sao đâu mẹ hay đứng lắm cái chuyện đó đó mẹ mẹ trả lời cho. Ví dụ nhé, chúng ta go to vị trí là gì? Là đây, vị trí này này. Đây, vị trí này chính là vị trí là x của r y nhé, ở bên phải này này. Đấy. Và a đây là 90 độ nhé. Đây tôi để đây. Đây, cái bài này về hướng thì nó không không quan trọng lắm, thôi được. Tôi làm xong cái hướng nhé. Bây giờ như này. Đấy. Go to đi vị trí là x cộng r và y là y. Đây, y đây. Tôi nói x ở đây là x cộng r. Đấy, x cộng r. Và chúng ta đặt alpha bằng 0 và chúng ta lọc. Đây, chúng ta lọc. Lọc bao nhiêu lần? Lọc một cái khoảng là 360 chia cho beta. Là 360, 360 chia cho beta. Một lần như vậy chúng ta làm sao? Chúng ta dùng lệnh go to để go to đến vị trí này. Chúng ta dùng lệnh go to ở đây nhé. À, đây chúng ta quên, chúng ta phải hạ bút đã. Đây chúng ta sẽ phải pen down ở trên này. Đấy, pen down ở đây này. Đấy. Xong hết. Kết thúc xong rồi chúng ta sẽ pen up ở dưới này. Chúng ta go to thôi. Go to đi vị trí gì? Go to đi vị trí x là gì? X sẽ là r x cộng với r cos alpha. Và chú ý nhé. Vậy như vậy, đây. Phép cộng nha. Là x cộng với r sin r cos alpha. Đây. Cộng với R. X sẽ là cos. Hàm đây. R cos alpha đây này, đúng không? Cos. Mà chúng ta lấy cái alpha ra. Alpha đây này. Yeah. Còn bên này là tương tự, chúng ta chỉ việc đưa cái này sang bên này và chúng ta sửa thành sin ở đây, sửa thành sin. Còn chỗ này chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta cho cái y này vào, y cộng r sin và dưới này chúng ta tăng trên alpha by trên alpha by beta. Chúng ta cho cái góc alpha tăng dần mà. Đấy, alpha đây, alpha chúng ta tăng dần cho đến tròn đủ 360 độ thì thôi, thì dừng lại. Thì đây chính là cái đoạn chương trình đây. Thì tôi chạy chạy thử nhé.
không này, không này, à đây là bao nhiêu, đây là ví dụ là 120 chẳng hạn. Đấy, chính xác chưa? Cái đề này rất là hay đấy, thật ra tổng quát đấy nhá. Bây giờ tôi sẽ mô tả luôn cái tổng quát, bây tôi nó dừng lại đây nhé. Thì bài này là ở đây là tôi đặt là A, ban đầu là A bắt đầu từ góc bên phải, nhưng bài này có thể là A ở một hướng bất kỳ. Thì làm như sau. Bắt đầu ở vẽ từ một hướng bất kỳ. Thì tôi làm như sau nhé, vì tôi tạo ra một cái block mới này là vẽ hình tròn. Tâm x gì à, tâm y bán kính r và hướng là d bất kỳ. Chậm cho bạn xem nhé, chậm. Đây bài này làm hết như vậy, tôi chỉ copy xuống và tôi sửa một chút là xong. Sửa là như thế này, sửa là không phải ở chỗ này, ta bỏ chỗ này đi này, hỏi go to cái này mà ta chỉ việc như này thôi. Bây giờ sửa như này nhé, sửa như sau. Đầu tiên chúng ta cho nhân vật đó xoay về hướng D đã này, ta cho nó quay về hướng D đây, xoay về hướng D. Đấy. Sau đó là go to xy luôn, go to xy đến tâm nhé, và đi phía trước là r, mụn phía trước là r. Đấy. Như vậy nhé, đây là bắt đầu vẽ từ một hướng bất kỳ, hướng ở đây này thì làm xoay về hướng D này và đi về tâm và đi về phía trước là r. Như vậy nó nằm đúng ở trên cái vị trí của cái vòng tròn và từ hướng D. Đấy. Rồi bây giờ tôi vẽ lại cho bạn xem nhé, hướng này nó chạy như bình thường này, nó chạy như bình thường nhé. Bây giờ tôi bỏ cái này ra, tôi chạy chậm cho bạn xem đây. Không này, không này, vẫn là 120 độ này. Giả sử tôi chạy từ hướng là 45 độ nhé, thì nó sẽ phải chạy từ đây này, từ vị trí này này. Chị thử chọn xem nhé. Đấy. Ôi bị sai. Bị một chỗ nó lùi xuống nhé. Chỗ này có một chỗ nó chưa bend up lên. Đợi thế đây mình tí. Chỗ này là bend up rồi đúng không? Bend down, bend up. Chạy lại cho nè. Xem lỗi ở đâu nhỉ, lỗi mình nó có cái hướng xuống đi nhỉ. Đi vòng là đúng rồi nhé. Nhưng vì tôi đang kiểm soát xem mình. Vì sao nó có cái lỗi cái đường cong này này. À. Vì chuyện này là nó phải quay dưới hướng này đều nó bị thế. À. Đây, kiểm soát xong lỗi ở đâu nhé. Đây này. Bend down. Các bạn cùng tôi kiểm tra xem hướng nó xài chỗ nào nhé. Chỗ mover stop phải thay. Chỗ nào? Mover error ấy. Lệnh nào nhỉ? Tôi chưa nhìn thấy. Error. Đây à? Lệnh di chuyển error. Yeah. Chỗ này à? Bên này à? Bên này thì không sao. Vâng ạ. Bên này thì nó hạ bút đâu, mà tôi kiểm tra xem là nó lỗi chỗ nào nhé. Đây là pen up rồi này, xóa này. Kiểm tra một tí nhé. À, đây ta chưa nối vào. Vẫn mới bị sai, ta để hướng không nhé.
tôi thấy chỗ nó bị sai mà anh chưa hình dung được chỗ nó sai chỗ nào. Nó quay về cái chỗ này. Thầy cứ thử cho nó hiện lên đi thầy. Thầy ơi, À nhưng mà đây đây trong cái đây chương đây, trình từ từ chính thầy cho đặt bút rồi. cái gì cơ? Trong chương trình chính ấy, thầy đặt bút ở chương trình chính. Đây à, đây bút đâu? Thầy thử cho nó hiện lên rồi xem nó đi như thế nào thầy. Con trên này nhé. Từ từ đi. Thầy bỏ cái pen down ra thầy. Chuyện này bên nào nó mới viết được chứ, nó mới vẽ được chứ. Không, ý là thầy bây giờ thầy dỡ từ cái chỗ pen down ấy ra, xong rồi thầy chạy xem là chắc chắn là nó bị cái đường đi từ trên. À, tôi hiểu rồi. Trời ơi. Hiểu hiểu rồi. Cái này là không thể vẽ được hướng được đâu các bạn ạ. Đây này, nhưng vì cái góc này này, chỗ chỗ này, này nó vẫn tính theo hướng ở, ở góc alpha ở đây, chỗ này bị lỗi chỗ này này, chính là lỗi chỗ này nhá. Luôn luôn bắt đầu từ vẽ từ bên phải. Bây giờ chỗ này đợi tôi một chút, tôi làm đợi tôi một chút. Đây này, bạn tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái sai rồi. Tức là bài này sai của tôi là như sau nhá. Tức là bài này là tôi muốn là vẽ từ một hướng bất kỳ đây, bất kỳ đây nhé, thì không thể dùng cái lệnh là không thể dùng cái lệnh go to này được nữa này, đây này. Không phải mà chúng ta sẽ phải biến đổi góc này, cái điểm này này đấy, chúng ta chịu khó một tí nhá, chúng ta sửa lại một tí ở đây nhé. Ở đây cái góc này của chúng ta chính là alpha nhé. Thì góc ban đầu của chúng ta đây là D này. Đấy. Như vậy không thể nào mà như vậy mà như sau này. Cái góc này, điểm này đúng rồi này. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phải tính ra cái góc đó. Cái điểm này này, điểm này này nó phải là góc. Không phải cos alpha đâu mà chỗ này phải là cos của cốt của là alpha cộng với d đấy, em đúng này. Bây giờ sửa một chút nhá, nhưng mà cho ta bây giờ tôi hiểu cái lỗi rồi. Bây giờ sửa lại như này, d là góc bất kỳ đúng không nào đấy, và chúng ta xoay bên trái cho alpha alpha tăng lên. Đợi một chút, đây là góc alpha đây nhá. Của chúng ta đây là D này. Alpha đây. D của chúng ta là đây cơ. D của chúng ta là D chúng ta là góc này cơ. D D D là góc này này, D là góc này này. Đấy. Mà đây là alpha. Để tôi một chút nhá. Bài này về bằng bằng toán học thôi, không không có gì. Này. Chúng ta xuất phát từ hướng D. D nhé, D chữ D chính là chữ D, chính là D chính là góc này này, đây là góc D đây nhá. Alpha chúng ta đây, alpha chúng ta di chuyển đây, đây là alpha, alpha. Đấy. Thì góc này là góc cho tính cos sin lại là góc này cơ, này góc này này. Đấy. Vậy góc này sẽ bằng gì? Góc này sẽ bằng như sau này. Là cái này là D này. Hơi khó một tí đấy nhá.
alpha chúng ta, đây là góc alpha nhé, đây là điểm B này, đây là góc này góc alpha này, thì góc này này, góc này sẽ bằng là alpha cộng với góc này, góc này sẽ bằng gì? Tôi sẽ phải sửa lại một chút thôi, này này nó hơi bị khó quá nhỉ, thế đúng không? Góc này sẽ bằng là cộng với 90 độ trừ đi d, lại thế cơ. Đây là góc này mà. Cho nên góc chúng ta phải tính là góc này. Hơi khó như thế. Không phải là alpha mà alpha cộng 90 độ, 90 độ trừ d. Đây, các bạn đã sửa ra một chút nhé. Cái alpha này, cái alpha là phải bỏ ra và sửa chỗ đó thành gì? Thành là alpha, thành ra là phép cộng phép trừ, thành ra là alpha cộng với 90 độ, sau đó là trừ đi d, đây là góc này, đấy, nó là nhằng. Đúng bài này là hơi hơi khó thật, bây giờ chúng ta sửa lại nhé. Đấy. Bây giờ chạy thử xong là đúng 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 chưa nhé. Đấy, có vẻ là đúng rồi đấy. Hơi khó, bài này là về học sinh cấp 3, là cấp 3 cũng là khó chứ không phải. Đấy, tôi sửa lại cái này nhé. Là chạy từ góc 45 độ nhé. Đúng không nhé. Đúng rồi đấy. Nhưng mà cái bài này chúng ta sửa cái chỗ này là đây này, góc này này. Sửa cái chỗ này, bạn chỉnh sửa chỗ này này. Cái bài phần trên là đây là XCR cos alpha XCR sin alpha, còn đây là XCR cộng với là cos cộng với alpha, cos alpha cộng 90 độ trừ d. Bài này nó là như thế đấy, là như thế này. Như vậy quay tổng quát là như sau, là cái vị trí B đó nó sẽ bằng là gì, nó sẽ bằng B, tốc độ của B nó sẽ bằng là gì, là gấp vuông x cộng với r nhân với cos của alpha cộng 90 độ d y cộng r sin alpha sin của alpha cộng 90 d. Đấy. B chính là tốc độ của B chạy như vậy. Được chưa? Thấy khó không nào? Thì bài này chúng ta chỉ việc nó thay R này bằng hai chỗ này này. Này. Để tôi nói thêm một chút cho chúng ta nghỉ nhé. Tức là cái bài vừa rồi là cái bài mà tính cho đường vòng tròn, tức lượng lượng giác của vòng tròn ấy. Thông thường nó là như thế này. Đây. Mức tổng quát của vòng tròn là như thế này. Tức là cái điểm B đó nó có cái độ là gì? Tọa độ là x cộng với r cos alpha y cộng r sin alpha. Đấy. Tức là như vậy. Bây giờ bài này chúng ta chỉ việc thay thay đổi lại như sau, thay đổi lại là B bằng x cộng với a cos alpha y cộng với b sin alpha. Với AB là các góc, AB là các cái giá trị dương bất kỳ, thì cái lúc đó hình này nó giá trị là hình elip này. Cái đó chúng ta sẽ vẽ hình như sau, chúng ta sẽ vẽ cái hình như này, elip này, đây là A, đây là B, quan luôn cho bạn xem luôn nhé, đây quan luôn cho các bạn thấy luôn là nó như thế này nhé. Đây bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình thứ ba này, block này, tạo thứ ba là vẽ elip nhé, vẽ elip tâm là x y và cái nó gọi là locus nhé, thì quyền locus của nó là cái trạng thái của nó là không phải là AB, AB bằng nhau bằng R thì nó là vòng tròn, còn nó không thì nó là đấy. Bây giờ tôi vẽ lại cái này cho bạn xem nhé. Đây, tổng quát luôn nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ vẽ sửa cái này. Tí này.
này nhé, này cứ này xuống này. Đây nhé. Đây, cái chữ R tôi bỏ đi và tôi thay bằng A. Đấy, cái này là A nhé. Còn ở chỗ này này, ở chỗ này thay là A này. Đấy, đây là A này. Này thay là B này. Ra đây đúng, ra đây đúng là à, B này. Ra đúng thì nhẹ clip luôn nhé. Cho chọn xem chạy thử nhé. Chạy thử những clip này. Cái bỏ cái này ra ngoài này. Vẽ những clip này nhé. Có chưa tôi nhầm. Thảo nào thấy lạ. Edit. Chỗ này là B ở đây là cái này này. B. Rồi sửa cái này một tí. Đây là B này. B ở đây nhá. Y hệt như vậy không khác cái gì cả. Rồi, thì tôi chạy thử các bạn xem là cái clip như nào nhé. Đây, những clip này. Bán kính là 0 này, 0 này. Bán kính chiều ngang dài là 120, còn chiều cao là 80. Đó là những clip nhé. Clip. Clip là cái hình như này này. Elip là cái hình như này, chọn xem chữ pi đây, elip như này. Đây là không nhé, đây là độc nhất. XP. Đây là bán kính theo chiều ngang này lại là A, bán kính theo chiều thẳng đứng là B. Nếu mà A mà bằng B bằng R thì chính là bằng tròn, tổng quát thì nó là hình elip. Cái bài này là bài tổng quát là như vậy nhé. Bằng là đây là cách 5 này. Ra xưa hết hết hàng mất rồi. Vẽ hình nhà, vẽ hình elip, vẽ hình tròn. 5. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé. Bài này tôi không ngờ tôi khó thế. Định cho các bạn xem là từ một cái bài toán rất nhỏ tôi lại vẽ hình tròn. Tôi có rất nhiều cách khác nhau. Và chúng ta muốn vẽ hình cụ thể tùy vào thực tế chúng ta có thể sử dụng một trong năm cách ta vừa thực hiện nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thầy giờ em xin cột nhá thầy. Mình ta sẽ gửi lên nhóm cho các bạn xem hết nhé. Dạ. Yeah. Em chào thầy. Thầy ạ.